sóng đánh như sóng biển thì không quay. Chuẩn bị nhá, sóng đánh như sóng biển. Đây là hiện tại bây giờ là 8 giờ 15 phút và nước đã rút được một nửa so với mực nước lúc ban đầu. Giờ chỉ còn tầm bao nhiêu phần? Giờ chỉ còn tầm 20 phần à? Bây giờ á? Bây giờ phải 40 phần. Đâu 40 phần ra được. Mẹ nhìn, con nhìn bánh xe cái thầy. Nhưng mẹ nhìn cái thầy mày mà xem. Thầy mày là lên hè còn dưới đường chứ. Cái kìa bánh xe cái kìa ngập nửa bánh xe đạp như là. Ngập nửa bánh xe đạp tức là 40 phân. 40 phân. Tức là sáng từ đó suy ra là sáng nay nước cao 80 phân. Phân. Mỗi một lần ô tô đi qua là sóng đánh cao lên đến 1 mét. Sợ chưa? Thôi được rồi. Đó, quang cảnh của ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 28 tháng 10 đúng không? Chắc vậy. 28 tháng 10 năm 2014. Thực sự là nó còn kinh khủng. Nó còn kinh khủng hơn cả mấy cái trận siêu bão. Mưa dài 10 tiếng liền không ngớt. 6 giờ sáng đến à từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Tại. Và nước ngập kinh khủng.